Lazy ơi, Lazy ơi, Lazy ơi, con lật thử coi làm được không? Đúng rồi, có đấy. Mẹ tưởng con lật bên phải chứ ai ngờ con lật bên trái rồi. Đừng có cái khe đó nha, có cái khe khó không? Cố lên con, cái gì làm được mà, cố lên, thử làm có được không con? Cố lên. Daisy ơi, cố lên Daisy, Daisy. Con nằm vậy luôn hả? Không đi tiếp được hả? Là thử xem coi con. Đây xin con thử lại coi được không? Đây xin con thử lật đi. Con thử lật xem coi được không? Đây xin. Sao khó chịu vậy? Con nhìn thấy camera đúng không? Mẹ quay con mà, mẹ quay con thì xem coi con có lật được không. Để mai mốt con lớn rồi cho con coi. Hả? Con thử coi có lật được không. Không thử hả? Cố gắng thử lần coi. Đây gì? Con cố gắng thử một lần cho mẹ coi coi. Đi lên. Đây gì? Sao vậy? Không có ngậm tay nha. Cười là có đồng ý không? Cười là có thử không? Hay là cười giận chơi vậy thôi? Cái gì vậy? Sao? Trả lời má mi coi. Hả? Con có lật không? Cái gì vậy? Ngại ngùng hả? Suy nghĩ hả? Con suy nghĩ con có nên lật không hả? Con thử lật coi cho má mi coi coi. Thử lật cho mẹ cho má coi một lần coi nào. Daisy, con thử lật thử coi. Xem mà con lật được chưa? Daisy của má mi giỏi mà. Hả con? Con thử lật xem coi má mi. Xem coi con lật được chưa? Sao vậy? Không muốn lật hả? Sao vậy con? Con không có ngập tay nha. Cái gì vậy? Sao vậy? Sao con? Không thích hả? Không thích hả? Sao vậy? Con thử lật đi. Con làm được mà.
có làm được mà. Con lật thử đi. Tí nữa mami về mami cho ba coi. Con thử đi con. Thử xem qua được không? Cái gì vậy? Con mới thức dậy mới uống sữa giờ đi ngủ nữa hả? Thử lật cho mami xem coi. Thử lật đi. Thử lật coi, thử lật một lần thôi. Cho mẹ xem coi nè. Một lần thôi mà. Đi. Xem coi lần đầu tiên con thử xem con có làm được không. Cố gắng lần đi. Đi con. Xem coi. Cho mẹ coi lần. Cái gì vậy? Cười hoài lên cho tụi con đi coi. Cái gì vậy con? Cho mẹ làm thử. Đi mà. Đi. Xin luôn á. Một lần thôi. Cho con một lần thôi. Thử đi con. Không cho thử luôn hả? Không cho coi luôn hả? Đi mà. Không hả? Ngại hả? Đi. Đi gì? Cho con một lần thôi. Cho mami con một lần xem con làm được không. Mami biết con làm được mà. Thử lần đi. Anh nãy luôn á. Đi mà. Năn nỉ mà. Mình thử đi con. Sao để mami năn nỉ hoài mà không làm. Làm thử cho mami coi cứ coi. Qua đây. Là qua bên này. Cố gắng lên. Là thêm một vòng nữa. Đúng rồi. Ui ui. Ui ui. Con đi cầu á. Đi con đi cầu đi. Xong một tí nữa mình chơi. Mình con lật cho mami coi nha. Con đi cầu đi rồi mami thay tã. Xong rồi tí nữa mami công nữa. Xong rồi tí nữa con lật cho mami coi nghe. Được không? Đồng ý không? Bắt tay hứa nha. Không hả? Không đồng ý hả? Bây giờ mami thay tã nha. Nha. Giờ mami thay tã nha. Giờ thay tại cho Daisy nha. Ồ, con nhìn thấy con trong camera luôn hả? Con đi cầu xong chưa? Con đi cầu xong chưa? Giờ thay tại được chưa? Trời ơi, cười mấy cô chú nữa hả? Con nhìn thấy con không? Con chào cô chú đi. Con chào cô chú đi. Cái gì vậy? Chưa thay tại mà thay tại xong rồi lên. Thay tại xong rồi lên. Bây giờ cái tải dơ rồi, bây giờ phải thay cái đã. Để trước nghe. Con xong chưa? Con đi xong chưa? Đi xong chưa? Cô chú là bây giờ mami tắt camera để thay tại cho con cái nha. Nha. Được không? Con nhìn con bên này nè. Con nhìn con bên này nè. Đây. Con nhìn con này. Ôi trời ơi. Đây. Con nói là cô chú chờ con chút xíu nha. Để con đi thay tại cái. Nè. Con nhìn vô. Nhìn vô. Cười với cô chú cái coi. Sao? Con nói gì? Nói mi nghe coi. Hả? Con nói lại lần nữa đi. Nói lần nữa đi. Nói lại lần nữa cái coi. Con nói lần nữa đi. Con nói gì? Đi gì? Con nói gì nè?
Karena mami cerita aja kau. Đã có bị dơ đúng không? Mami thấy tại xong rồi hai mẹ con mình chơi tiếp nha. Được không? Hả? Được không? Xong rồi nè. Thoải mái hơn không con? Sao? Cảm thấy khỏe hơn chưa? Cái bụng đỡ đau chưa? Khỏe chưa? Cái bụng khỏe chưa? Bụng khỏe rồi đúng không? Nói cảm ơn mami đi. Cảm ơn mami. Cảm ơn mami chứ. Khi nào thay tải xong là phải nói cảm ơn mami nha. Nha. Bây giờ con là cho mami coi. Con là cho mami coi đi. Đi. Là con đây nè. Yeah, giỏi quá. Qua đây. Con là qua đây. Qua đây. Con là cho mami coi. Đây gì? Con là cho mami coi. Qua đây. Hay là con muốn nằm dưới sàn? Con không muốn nằm dưới sàn không? Con thử nằm dưới sàn xem con lật dễ hơn không ha? Được không? Gì? Con không nghĩ vậy hả? Sao vậy? Hôm nay con không muốn làm hả? Làm thử coi. Thử xem con có làm được không? Con chưa thử sao con biết được? Thử đi. Không. Không muốn hả? Con thử là qua bên này cho mami cứ coi. Xem con có được không? Không có hứng hả? Không có hứng làm hả? Mới đó mà buồn ngủ rồi. Thử là cho mấy cái coi. Một cái thôi. Biết đang quay phim nên không lật hả? Đúng không? Con biết mẹ đang quay phim nên con không lật đúng không? Hả? Sao vậy? Ngại hả? Đâu có sao. Mấy cô chú ủng hộ con lật mà. Con lật thử cho cô chú cái coi.
cắt cho cô chú coi đi. Đi. Đi mà. Năn nỉ luôn á. Gì? Suy nghĩ thêm hả? Đi. Không thích đúng không? Bây giờ con uống sữa xong rồi đi ngủ lại nha. Mệt rồi đúng không? Mệt rồi hả? Mệt rồi hả? Giờ mới mi cho con uống sữa nha. Sao làm gì mà chém đời vậy? Làm kiểu gì mà chém đời vậy con? Cái gì mà suy tư hả? Năn nỉ nãy giờ mà không gạch cho một cái gì hết trơn á. Năn nỉ nãy giờ đó mà con không có làm cho má mi. Kỳ vậy? Sao vậy con? Buồn quá à. Lần sau là cho má mi coi nha. Nha, lần sau là cho má mi coi nha. Giờ mệt rồi, giờ uống sữa rồi, giờ đi ngủ nhá. Gì? Lần sau hả? Lần sau con lật nha. Được không? Hứa không? Hứa hả? Lần sau mẹ quay phim là con lật cho mẹ mấy mi coi nha. Đồng ý không? Ok, đồng ý. Giờ cho uống sữa nha. Uống sữa xong rồi đi ngủ nha. Được không? Cho bye bye con chú đi. Bye bye con chú con đi ngủ. Bye bye con chú con đi ngủ đây. Hẹn gặp lại các con chú vào video sau nha. Chúc con chú ngủ.